Và xin chào quý vị và các bạn đến với tin mới 24 giờ. Và nội dung của video ngày hôm nay thì chia sẻ đến quý vị và các bạn một số thông tin và hình ảnh của một công trình tòa nhà One Tower đã hồi sinh. Và rất nhiều thông tin trong những ngày qua đã xôn xao về công trình này, đứng yên bất động hơn 10 năm qua, nay đã khởi công trở lại và thực hư thế nào? Mời quý vị và các bạn xem video này nha. Và hiện tại những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh nhỏ thì đó là những hình ảnh thực tế. Qua quan sát của tòa nhà thì đã thấy các anh em công nhân, kỹ sư đang làm việc tại đây. Và những hàng rào cũng như cổng của công trình đã thay đổi mới hoàn toàn. Và một điểm đáng chú ý mới nữa đó là công trình đã làm xong văn phòng cho chủ đầu tư ngồi làm việc và điều hành trực tiếp tại đây. Thì đây là một tin vui cho tất cả nhiều người đã quan tâm đến nó. Rất khả thi cho công trình này sẽ sớm hoàn thành. Và nhất là bộ mặt của thành phố sẽ được sáng ngời lên. Riêng về tòa nhà One Tower sẽ không còn lo âu, buồn tủi cho số phận, mặc cảm, lạnh lẽo vì mặc chiếc áo cũ rách rưới đứng tại trung tâm. Xung quanh là tất cả các chị em hoa hậu lung linh được trang điểm bằng những ánh đèn đủ màu sắc suốt hơn 10 năm qua. Nay cũng hy vọng và hãnh diện sánh vai cùng các chị em hoa hậu lân cận vì sắp được khoác lên cho mình một chiếc áo mới. Và sơ lược về tiểu sử của công trình này. Sài Gòn One Tower, nỗi buồn của thành phố hoa lệ, nằm yên trên khu đất vàng hơn 10 năm qua. Công trình này nằm trên khu đất vàng, bò tròn một góc đẹp nhất của khu vực quận nhất. Ba mặt tiền, đó là Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Công trình Sài Gòn One Tower từng kỳ vọng là một trong những tòa tháp thiết kế đẹp nhất của thành phố. Vậy mà hơn 10 năm qua, công trình đã rơi vào quên lãng do chủ đầu tư không có khả năng huy động vốn để tiếp tục thực hiện. Cứ thế nó trở thành điểm tối lạc lõng giữa những ánh đèn rực rỡ về ban đêm. Dự án trước đây do công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn MC làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích lên đến 6.672 m², bao gồm khối bệ làm trung tâm thương mại dịch vụ cao 6 tầng, một khối văn phòng cao 34 tầng và khối căn hộ cao cấp gồm 133 căn, cùng các dịch vụ tiện ích khác. Tổng cộng, dự án Sài Gòn One Tower có 41 tầng cao và 5 tầng hầm, 195,3 m, được dự tính là cao thứ 3 của thành phố. Tòa nhà bắt đầu khởi công vào năm 2009 và dự kiến hoàn thành trong 2 năm, tức là năm 2011, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ. Khi công trình hoàn thiện hơn 80% thì bị dừng thi công. Năm 2018, công ty quản lý tài sản VAMC thông báo bán đấu giá dự án Sài Gòn One Tower với mức khởi điểm là 6.110 tỷ đồng. Đây cũng từng là dự án liên quan đến vòng lao lý của hàng loạt lãnh đạo ngân hàng, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Và ai là người khoác lên chiếc áo mới cho công trình này? Vivaland là một công ty đầu tư và phát triển bất động sản được thành lập vào năm 2019. Công ty có mặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. Theo thông tin được doanh nghiệp này công bố, Vivaland đang phát triển 5 dự án bao gồm IFC One Sài Gòn, đó là Sài Gòn One Tower với thiết kế là tòa nhà thương mại gồm văn phòng, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại bán lẻ với tổng diện tích sàn là 124.100 m². Dự án thứ hai là Project GB nằm tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất của dự án này là 6.004 m², diện tích sàn là 78.545 m² với 35 tầng, bao gồm trung tâm thương mại, 328 căn hộ và tầng hầm. Dự án thứ ba là Waterfront Sài Gòn, tòa nhà tại đường Tôn Đức Thắng, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích là 1.995 m², diện tích sàn là 38.820 m²
Và dự án thứ tư là dự án Sài Gòn Peninsula tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích đất là 117,8 ha. Đây là dự án phức hợp gồm khu căn hộ cao cấp, thương mại, hội nghị, triển lãm, công viên và tiện ích bến du thuyền. Và dự án thứ năm là dự án có tên gọi là Robinson Bond tại Singapore, tòa nhà văn phòng cao tầng có diện tích sàn là 15.723 m2. Qua sơ lược về thông tin người chủ đầu tư mới này thì đây là một điểm sáng cho cuộc đời em người mẫu Sài Gòn One Tower. Và kết thúc thông tin ngày hôm nay, xin chúc cho công ty Vivaland ngày càng phát triển thành công trong mọi lĩnh vực của mình để cứu sống nhiều em mẫu cùng chung số phận như Sài Gòn One Tower này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thông tin này. Chương trình sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo và quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để được tiếp tục nhận những thông tin mới nhất nha.